giờ sáng này, mình đang có mặt ở trong bến Nôn Phú Cường này. Nghe nói là buổi sáng thì cá về rất là nhiều, cho nên hôm nay mình đi vào trong này sớm để mình quay cảnh thu hoạch cá ở trong lòng hồ Trị An nha. Rồi, đây mình vào tới khu trung tâm rồi đây. Phía trước mình là có cái chợ nhỏ, chắc tí nó mới họp đông. Chở cá về. Mình đang là lên rất là đẹp luôn đây. Đó, mọi người thấy biển mình rất là đẹp luôn, đã là hiện đẳng. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cảnh biển mình rồi. Sâu phía dưới là nước kìa, tính ra cho nên cái mùa nước nó dâng ngay là nó dâng tới trên này luôn, thì vậy là cái lòng hồ này lượng nước rất là nhiều luôn, mùa này nó rút nè mọi người. Rồi bây giờ mình xuống cái khu mà người ta thu hoạch cá nha. Đây, phía trước mình thấy có cái xe tải đang chở cá ra nhiều rồi. Đất nó lồi ra phía ngoài, ba mặt là nước, phía bên kia là các cái thuyền thì đang đậu nha mọi người. À, cái này là những người chở cá đang thu hoạch cá về. Thu hoạch cá về nè mọi người. Đây là chỗ gom cá. Đây là cảnh cái khu mà mọi người đến đây để buôn bán lấy cá về bỏ xỉ các nơi này. Các chị kia vừa tranh thủ vừa thể dục. Đây, mọi người thấy thuyền ra vào tấp nập không? Có chiếc thì đang đi, chiếc đang về.
hẳn một chiếc thuyền đánh cá về. Quay con cá thì tép rồi cơ. À cá bóng. Đó nó gãy vô cái đầu tre. Không, không có lưới người ta sống không được. Rồi đây kia nó lấy gọi không? Ồ, con cá to nhỉ. Đây cá. Cá gì to chưa? Cá lăng á, không phải. Cá gì á? Cá gì đây? Cá màng. Còn cá bé cái cá gì á? Đó. Cái đó là cá mồi cho cái mồi ấy, mồi để cho mình bắt cá. Cá cơm, cá rô phi nhỏ. Cá rô phi này còn nhỏ. Cơm này, đây là cái thuyền hắn vừa đánh về đó, đẹp nhờ cái nhờ. Đây chiếc thuyền hắn vừa đánh về bằng máy thứ đó. Năm mươi sáu ký, 40 ký cái này. Đẹp nhỉ? Công nhận cái này giống như trúng bảy ấy cái nhỉ? Này trúng về cá. À, mình đi mua cá về à? Mua về bán ở chợ nào cơ? Mua cái mồi cho cô ăn. À, vậy đấy. Đây, chiếc thuyền bây giờ còn mấy rổ nữa đây. Vậy là chiếc thuyền này lên được 3 rổ cá to vậy. Mỗi rổ 4 mấy ký là tạ mấy rồi. Thêm 20 mấy, 10 mấy ký rồi các loại cá nhỏ nữa.
nay mình đi rồi bà xã đi xin đi qua theo để tham quan này. Gái. Rồi. Bà xã xin đi theo để tham quan. Cua nó ăn được cả mấy cá này ăn hết hết là chị, con nào cho nó không ăn hết à? Dạ, không, mấy cái gobi này phải cắt ra. À, cá nhỏ cái thì không cần, mấy kia phải cắt đấy. Ăn được cá nhỏ. À. Này mới biết là có nghề nuôi nuôi cua nữa chẳng. Thấy là nuôi ất với nuôi cá lóc cái gì. Nuôi cua. Còn nó đâu có đâu. Đây là những người chắc là rửa sơ cá sàng lọc lại. Rửa cá. Đang là rửa cá để sàng lọc lại. Cá kìm bé này. Đấy, cá kìm. Ồ, toàn cá kìm không nhỉ? À, dạ. À, cái này là chuyên đi đánh cá kìm. À, đó. Kìm nhiều chưa? Đây có một chuyến thuyền về. Đây có một chuyến thuyền về chuyên đi đánh cá kìm. Nhiều cá quá, không biết là cá gì. Này, cá chê. À, nhìn nó không có như là trong sông ao, ao nó đen hơn. Cá ao. Cái này là mồi đấy chị. À, gọi là mồi đấy, mua về chăn nuôi cái khác. Về nuôi gì cháu? Nuôi ba ba. À, nuôi ba ba. Nãy chị kia mua nuôi cua, cái này là nuôi ba ba. Ba thì cua chứ. Vâng. Là những cái đồ ăn cho mồi. Đây, những chú vịt lại đến kiếm ăn đây. Cái này cũng mua mồi về đây á chị? Ủa, cá. À, mà cái này là cá kìm đấy cơ. À, cũng là mồi luôn. Về chị nuôi ba ba. À, người cho nuôi ba ba, người nuôi cua. Đây, chị mua về cho ba ba ăn. Có các chú vịt để chuyên giải quyết những mẩu xương cá còn sót lại à. Chú vịt nhiều lắm.
Đây là có bà chủ chuyên thu gom cá trả tiền chứ. Vậy là một ngày ở bến nước này ấy, có theo mình tính là có phải cỡ gần 200 chiếc thuyền ấy. Và người ta đánh cá thì có nhiều loại thuyền, thuyền to, thuyền bé, rồi có những người đánh bằng lưới, rồi có những người đánh bằng cái xúc, rồi có những người câu nữa. Nhưng nhìn chung là mỗi một chiếc to nhất như vậy về thấy là bình thường là cỡ được tạ 4 cá, các loại cá luôn, có người thì đánh cá cơm bé đấy mọi người, rồi nhiều loại cá lắm. Cho nên là tính ra một ngày lòng hồ Trị An này cung cấp cho được rất là nhiều cá. Và đây chỉ là một cái bến của một trong nhiều cái bến ở xung quanh lòng hồ Trị An thôi. Và cá ở đây sẽ được đưa đi về các cái chợ nhỏ, rồi đưa về thành phố, các cái trung tâm tiêu thụ siêu thị này kia mọi người. Đấy, chưa kể có những người cũng đến đây mua những loại cá vụn về để nuôi, chăn nuôi nữa. Như có chị chăn nuôi cua, chị làm hầm chị chăn nuôi cua nữa. Rồi nuôi cá rô, cá lóc thì không có nuôi hết. Thì buổi sáng thì cũng cảm rất là thanh bình luôn mọi người ạ. Sáng thì bình minh lên tí rất đẹp, trời mới hơi âm u này. Người thấy chim nhạn rất là nhiều này. Chim nhạn hay chim yến gì đó. Tại vì ở đây người ta cũng nuôi chim yến để lấy tổ yến nhiều. Chim rất là nhiều luôn. Rồi dưới mặt đất thì có gà, có vịt nhiều. Rồi nói chung là nó cung cấp rất là nhiều chim nhai cho môi trường, cuộc sống. Những người đánh cá, những người buôn cá, rồi những người phục vụ ở đây nữa. Rồi môi trường như là những con vật nữa, gà, vịt, chó, rồi chim gì có hết. Xa kia là ngôi làng Bến Nôn này. Ngôi làng Bến Nôn. Giờ mình ghé vào quán cà phê, chị đây mình uống cà phê. Em uống cà phê gì? Cà phê sữa nóng này ạ. Sữa đá. Để cho một ly cà phê sữa nóng với ly cà phê sữa đá nhá. À không, em pha bạc xỉu ấy, được không? À đúng rồi. Hỏi giá có bao nhiêu ly ạ? Sữa nóng 10.000. Đây là đi cà phê buổi sáng ngay trong bến Rôn Phú Cường đây. Đi này là kiểu nóng, cà phê nóng nên là 10.000. Mình dẫn theo người đẹp đây. Giống bên Long Khánh đấy nè, bên thành phố nó bán 10.000 luôn.
cá này ngược về cái làng Bến Nôn nha. Mình xem cảnh người dân ta chợ búa ở đây to hay bé mọi người nha. Mọi người nhớ là đây là đa số là người gốc Campuchia không à. Làng này giống như là đặc thù của người Campuchia là ở nhà nổi rồi đánh cá mọi người. Mọi người chắc có nghe nói về bên biển Hồ, bên Campuchia họ cũng đang là đuổi người Việt mà làm những cái nghề đánh cá như vậy, người ta đuổi lên bờ đó. Hiện nay là những người đó đang không biết ở đâu đó, không sống Campuchia bao nhiêu năm mà không có giấy tờ nên giờ về Việt Nam cũng khó, mà ở lại Campuchia thì chính quyền Campuchia họ đuổi, chắc mọi người cũng biết đó. Vậy cho nên kết thúc điều là đa số ven lòng hồ Trị An này là nghề đánh cá là đa số là những người gốc Campuchia họ làm nhiều. Đây ở đây còn sót lại vài cái nhà sàn. Đấy, còn sót lại mấy cái nhà sàn ở đây thôi. Ta nói mình là các cái vùng quê ấy, bởi vì người dân lao động người ta đi chợ sớm để về người ta đi làm ấy, cho nên là thường các cái chợ họp sớm. Hôm nay mình đến đây mình cố gắng mình đi sớm để mình quay thử xem là chợ ở đây như thế nào. Cũng thấy có người nhưng mà cũng ít mọi người ạ. Mình đi vòng vòng, mình đi bộ một tí, quay chợ ra rõ. Đây còn những cái nhà cũ lắm này. Bán gì? Đây bán cái măng rừng này. Măng về rau đay à. Đây cũng có thịt heo này. Rau củ quả. Đây rau.
tôm ha. Tôm 200 kg. Tôm này dễ hổ á cô hay là nuôi cô? À, wow. À, mẹ này bắt lên cho cô. Tiếp theo, khá nhiều. Này giống giống Việt Nam ăn gọi là giống gì ạ? À như vậy. Ai chưa? À. Ai mua nữa? Chợ đây các bạn thấy là người tương đối là lớn tuổi hết. Những người trẻ thì họ đi làm công ty rồi. Cho nên còn những người lớn tuổi bán hàng hoặc là đi hàng, người đi mua chợ đều là lớn tuổi à. Trẻ thì người ta đi đánh trai thì đánh cá, còn nữ thì có thể đi làm công ty rồi. Đấy, giờ này mình nghĩ là chợ đây là họp chợ là đông nhất, là được có 7 người đấy mọi người. Nếu mà buổi trưa hay buổi chiều thì vắng lắm.